nguyên nhân của bệnh van tim thì uh, nếu chúng ta xét uh, theo từ nhỏ tới lớn thì chúng ta đầu tiên nó có những cái bệnh van tim do bẩm sinh nghĩa là do cái uh, trong bào thai mình cái uh, cấu trúc uh, do sự phát triển của uh, trong bào thai thì nó gây không số bệnh van tim bẩm sinh uh, tuy nhiên cái này thì hiếm thôi rồi uh, một khi mà lớn lên đứa trẻ lớn lên ở uh, tầm khoảng dưới 15 tuổi chúng ta có một bệnh van tim rất là phổ biến ở Việt Nam trước đây đó là bệnh van tim hậu thấp là do đứa trẻ bị bệnh thấp khớp rồi sau đó do cơ chế tự miễn nên nó do cái nhiễm trùng của một cái con loại vi trùng đặc biệt cho nên nó ảnh hưởng lên cái van tim nó tấn công những cái van tim nó làm hư những hư những van tim đó là van tim hậu thấp ở thường gặp ở trẻ em à, dưới 15 tuổi à, vượt qua giai đoạn đó thì chúng ta có những cái bệnh van tim do bệnh lý mắc phải ví dụ như là bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng bệnh viêm cơ tim à, hoặc là khi lớn chúng ta có những cái bệnh tăng huyết áp tăng huyết áp nếu điều trị không tốt nó cũng sẽ ảnh hưởng tới van tim yeah. rồi bệnh thiếu máu cơ tim thiếu máu cơ tim nó cũng ảnh hưởng tới van tim nó gây hẹp gây hỏng van tim và cuối cùng khi bệnh nhân lớn tuổi lớn tuổi thì cái gì nó cũng thoái hóa thì một số người cái van tim nó thoái hóa nhiều hơn những người khác thì gây ra tình trạng bệnh van tim do thoái hóa của người lớn tuổi thì đó là những nguyên nhân chính gây bệnh van tim